10% sáng nè, 25% sáng, 100%. Rồi các chế độ chớp. Đấy. Hello, xin chào anh em nha. Cảm ơn anh em mình đã đăng ký kênh YouTube và theo dõi trong suốt những thời gian qua. Và nếu anh em nào mà lần đầu tiên xem hay chưa theo dõi kênh YouTube thì nhớ bấm đăng ký kênh nha. Hôm nay Tâm sẽ giới thiệu tiếp một cái sản phẩm rất là hay luôn và hữu ích với nhiều người. Anh em mình xem và nghiên cứu, nếu thấy phù hợp thì sử dụng trong nhà mình ha. Cái sản phẩm này là cái đèn led tắm nè, led panel tắm, thiết kế bằng cái mặt led phía trước và có silicon phía trước nè, nó chịu mưa, nó chịu mưa. Rồi phía trước sau đây là tấm nhôm, một tấm nhôm để tản nhiệt to rất là tốt nha. Led này thì nó thiết kế công suất là 70W và nó là dùng điện 12V VDC. Đấy. Đây thì mình cái tấm led thì nó chưa có sẵn dây điện thế này đâu, mình nói sẵn dây điện 5m thế này theo yêu cầu khách hàng nè, để kẹp vô cái bình ắc quy dùng ở ngoài tàu ghe vân vân, hoặc là đi cắm trại, hoặc là người ta dùng trên xe ô tô đó. Khi mà có sự cố thì người ta sẽ kéo cái dây tấm led này ra, nên là một công đôi chuyện luôn. Đấy. Và đặc biệt cái này thì cái tấm đèn này thì tâm thiết kế là nó có cái bảng điều khiển. Bảng điều khiển này là sóng RF nha, có thể xuyên tường, xuyên vật cản trong khoảng phạm vi khoảng 20 mét. Thì đây là cái bộ nhận, bộ điều khiển của nó. Remote sẽ điều khiển vô bộ này sẽ điều khiển cái bóng đèn cho chúng ta những chế độ sáng, ví dụ sáng mờ, sáng tỏ. Đấy, sáng 50%, 25%. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem nha. Đấy. Để anh em mình đợi, không để anh em mình đợi đâu ha. Đây là mình, đây mình không có ắc quy, mình cắm vô cái nguồn trực tiếp. Nguồn trực tiếp là nguồn 12V á, qua cái adapter á. Nên mình nhớ là không được cái để cái hai cặp cọc cộng trừ này nó chập với nhau nha. Rồi, để mình vừa cắm điện xong. Cắm điện xong bây giờ mình sẽ có thể điều khiển từ xa, có thể bật tắt nè. Do mình đang quay với cái ánh đèn của ban đêm ha, với lại nó do cái camera nên nó nhìn nó hạn chế độ sáng. Đấy. Tí nữa mình sẽ quay ở góc rộng hơn. Nhưng mà do bây giờ cũng cũng là 6 giờ sáng rồi. À, bây giờ mình có thể đây nè, mình có thể chọn những chế độ sáng 100% nè, sáng 50% nè, hoặc là sáng 25% nè. Này. 100% nè. Rồi, đây thì có những cái nút mode nha. Mode cho những chế độ sáng, chớp, chớp kiểu, dạng kiểu hoặc là sáng khẩn cấp. Đấy, mode cộng, mode trừ để chúng ta chọn chế độ ha. Rồi. Ở đây thì có tốc độ nhanh hay chậm nữa. Speed cộng, speed trừ nè, tốc độ nhanh, bên đây là chậm. Đó, nó chớp chậm hơn ha. Nhanh hơn nè, có dấu cộng nhanh hơn nè. Đấy. Đáp ứng cho nhiều cái mục đích của người dùng nha. Rồi. Khi chúng ta thoát những chế độ này, chúng ta bấm nút màu xanh. Màu xanh là chữ like nè, là đưa về chế độ sáng bình thường ha. Rồi cộng nó trừ nè, trừ nè, giảm độ sáng nè. Đấy, thấy không, giảm độ sáng dần rồi đó. À, giảm dần, giảm dần, giảm dần, được không? Rồi bấm này là 100% sáng. Ok. Đây thì có dây 5m, thậm chí cái dây dài hơn nữa. Trong những cái yêu cầu sử dụng thì mình sẽ kéo dây ra, rất là tiện lợi ha. Ví dụ bán ngoài chợ chẳng hạn đó, bán ngoài các hội chợ đó, chúng ta sẽ có dây điện dài hơn. Bây giờ Tâm đang để góc quay rộng hơn rồi nè. Bây giờ cũng là 6 giờ sáng như Tâm mới nói ha. Thì bật tắt thử chế độ nè. Bật nè. Đấy. 50% sáng nè. 25% sáng. 100%. Rồi các chế độ chớp. Đấy. Chớp ha. Có thể chọn chế độ chớp khác nhau và chọn tốc độ khác nhau. Rồi, quay về chế độ sáng bình thường, 100% sáng, tắt. Đây đây, anh em mình thấy với cái đèn này, led bảng này thì nó sáng cho sáng trong cái phòng này khoảng 25 mét vuông, hoàn toàn chiếu sáng được rõ trong khoảng 25 mét vuông. Đó, chúng ta phải sinh hoạt ở trong phòng hay là ở trong nhà hay là ở ngoài trời, tôi nghĩ là rất là ok luôn. Nếu có điều kiện nữa, tôi sẽ test ở một video tiếp theo, tôi sẽ test ở ngoài trời ban đêm, à, xem nó như thế nào. Rồi anh em mình đón theo dõi nha. Và nhớ đăng ký kênh YouTube để theo dõi những video mới rất là hữu ích luôn. Rồi xin cảm ơn anh em.